Xin chào cả nhà nha cả nhà. Chiều nay hai cho con với Gồm đi thăm lợp cá nha cả nhà. Mà mình vô sao hai cho con với Gồm đi trước rồi. Hai cho con hôm trước kìa. Hôm nay với Gồm đi có dắt theo một lính nhỏ đi theo nữa. Quậy nãy giờ quá trời luôn rồi. Ê dạ. Cố lên đi. Từ từ để em đi qua cái ha. Mẹ đi trong cái lưới này nè. Ờ sao mẹ dở quá ha. Ừ. Dạ. Nè chào các bạn nè. Hello xin gọi nha. Chào cả nhà. Dạ. Đây lính nhỏ của Nhi Gồm đi cả nhà. Mực sắp bay. Đi để lên. Đó. Đi 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 con. Đây. Có nè. Lại có tôi chọc rồi nha. Nhìn nè. Dạ. Nè thấy không? Tôi vinh nè. Nè. Quê như Gồm bị quê. Quê con khỉ, quê thảo con trăng đây. Thiệt. Đó, thiệt. Quê, quê. Cứ dưới giờ dở lên đi. Dở lên đi. Lên. Không, nè. Mạnh mạnh lên đi cha. Trời ơi, bị quê rồi bạn ơi. Có quê hết. Thiệt dạ. Bạn. Rồi xuống luôn. Thiệt. Rồi, xong rồi. Chết mặt luôn rồi mẹ ơi. Trời ơi, tưởng đâu con cá không ơi. Mẹ ơi mẹ. Kìa. Trời ơi, nó chưa vô gặp luôn rồi kìa. Con ếch dạ. Bành tí nè. Hả? Không, dính con mực. Dính con mực cả nhà ơi. Ôi, dính con ếch bự kìa. Dính không. Cho lý ơi. Rồi, cha lo ếch cho bố quên thằng lính rồi. Dính ếch bự kìa. Cả nhà nhìn mực tội nghiệp không cả nhà? Ếch bành kia luôn cả nhà. Mới giờ đang đợi sáng. Ồ, chiều nay có mùi ngon rồi. Ếch kho quẹt. Ếch kho quẹt. Thấy không cả nhà? Được một em. Cầm biết đó. Trời ơi. Con hình thù của nó rồi kìa. Nó kìa cha. Đúng sùm quá thấy rồi. Để nó đi. Đi, đi vô, đi vô. Tiếp tục, lên đường. Cái này chỗ này ngập sâu quá rồi cả nhà ơi. Nó té thấy không? Thấy không? Chỗ này thành ra là quê, quê Nhí Gồm ở trong mùa nước lũ rồi. Nước ngập sâu quá vậy chứ mình đặt cũng khó dính đó. Khi lên xuống thất thường á, đâu có biết được. Nước nó giật xuống rồi á. Cá nó rút. Còn giờ là sao con chui con thấy con mực quay clip ra được bao nhiêu người ta dỗi vậy em hả? Cái này là cái đường đi nghe cả nhà mà nước nó ngập đến độ hai cho con với Gồm lội luôn à. Nó hả? Nó phải thừ cái áo đó. Đây. Cố đi đâu? Đi mà đi. Nhảy xuống nha. Tóp lại có chút xíu không? Nhảy xuống nha. Thôi đi đây. À, ẩm đây, ẩm đây, ẩm đây chứ không. Thả ra đi nó lội cho mẹ hả? Con đừng có vô đây đụng chuyện ra làm chuyện đây. Thả thả ra đi nó lội cho mẹ hả? Lội cho con lẹ lẹ, lội cái chứ. Dạ sao không? Đi về nè, đi về nè, lẹ lên. Tung. Đi về. Về lẹ lên. Đây, đi nữa nè. Đây. Nè. Bỏ nó vô. Cá nhiều quá hả? Chơi luôn đi. Rồi, ai ngay ngay đường này ra chỗ cái cống nè. Chỗ ông thầy Sáu mình xéo qua nè. Ê bông này bông gì anh? Đẹp quá. Ở. Cá mà cá lồng kiến con nào nấy nó muốn bằng cái cầm giò vậy á. Đây là bây giờ con sẽ ôm nó lại và con sẽ cho nó như cái này. Dính lại. Đây. Và giờ sẽ thử độ gan dạ con mực. Xuống, đụm. Xuống, đi ra. Đi xa đi. Rồi nó dặn con luôn rồi. Rồi nó dặn con luôn rồi. Thôi 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 bẻ 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 bẻ.
ngỡ dặn luôn rồi. Hổng nó lên để lạnh đó con. Rồi nó dặn con. Ok. Phát hiện chuyện mới. Nó gùng nó đi hết nổi rồi. Rồi nó dòm ăn kìa. Đang nhập không? Cho bơi nữa ha. Hết. Khỏe đi cho bơi. Khỏe đi không cho bơi. Rồi đi về nè, thả nó ra đi, đi về. Kêu nó lại, nó lại rồi. Hát mặt đây nè. Rồi mét da kìa. Mét da cái gì mét. Tao giống phải cho đậm, tao mới chịu. Chút khơi nữa không? Đây là lần đầu tiên con mực được bơi luôn nha cả nhà. Để tay. Rồi, đi chơi nữa. Được dép ra rửa nè. Kêu nó ăn. Dìa mất. Mời. Nó dặn con rồi kìa, thấy không? Cha kêu nó chạy ra, không có con kêu nó chạy ra. Nó dặn tao hả? Đòi vô vỏ rồi, đòi vô vỏ rồi. Đòi vô vỏ rồi.